Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chủ Thiên Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi Thì có thể nói là hôm nay tin tức uh, Cho biết là FIFA đã chính thức hủy quyền Đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia Và có thể nói uh, Indonesia là một quốc gia trên 270 triệu dân Đang hết sức chơi với khi mà những sự chuẩn bị của cầu thủ huấn luyện viên của tỉnh nhà vân vân trở thành công cốc tốn hàng chục triệu đô la thưa quý vị. thì chuyện gì đã xảy ra khi mà Indonesia bị FIFA tức là tổ chức quyền lực bóng đá trên thế giới hủy quyền đăng cai. đi câu chuyện là bắt đầu liên quan tới việc mà Indonesia đem chính trị vào trong bóng đá khi mà người dân và chính quyền địa phương của Indonesia phản đối đội tuyển do Thái, tức là đội tuyển Israel khi mà họ nói rằng là Do Thái không xứng đáng và nên bị cấm không được tham dự U20. Thì có thể nói rằng đây là một cái điều liên quan đến chính trị và tôn giáo thì ở do thái thì có do thái giáo và được gọi là kỳ thị người palestine kỳ thị người hồi giáo vân vân thưa quý vị và indonesia là một quốc gia theo hồi giáo hindu và từ đó thì đã có những cái khẩu chiến trên mặt truyền thông báo chí và trên thực tế thì giữa Indonesia và Do Thái không có quan hệ ngoại giao. Xin thưa là như vậy. Thì đội tuyển U20 của Do Thái đã giành vé vào World Cup khi mà đứng nhì bảng và họ đã giành vé vào năm ngoái để mà năm nay trong vòng còn có dưới 8 tuần nữa để tham dự World Cup U20 của FIFA sẽ theo như nguyên tắc là được tổ chức ở Indonesia. Và bên phía Indonesia thì đã có những cuộc biểu tình của người dân làm áp lực chính quyền là chính quyền phải cấm đội do Thái với lý do vừa nhắc đến là kỳ thị người Palestine, kỳ thị người Hồi giáo vân vân và đã có những cuộc biểu tình bạo động chống lại cảnh sát chống lại chính quyền vì họ cho rằng là chính quyền vẫn tiếp tục tổ chức và mời đội do Thái đến tham dự sự vị thì đây là một cái việc hết sức điên đầu đối với FIFA và chính quyền Indonesia thì không biết cách giải quyết ra làm sao và chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia là một người có thể nói rằng rất nổi tiếng từng là đồng sở hữu một đội bóng ở Hoa Kỳ và là chủ tịch của hội bóng Inter Milan nổi tiếng ở Âu Châu vân vân thưa quý vị thì bên phía do Thái cho rằng Indo đã dùng cái quyền gọi là đem chính trị vào trong thể thao bóng đá thì đói qua đó lại thì bên phía fifa đã phải hủy cái việc mà gọi là bốc thăm để mà tranh tài thưa quý vị. Nói chung sẽ có 54 trận đấu uh, cho cái uh, vòng uh, chung kết uh, sắp tới đây của u 20 uh. tuy nhiên uh, bên phía uh, indo thì uh, vẫn tiếp tục đòi loại do thái ra điều này khiến cho FIFA hết sức lúng túng trong cái việc bóc thăm và FIFA thì không thể loại do thái được vì điều đó là phi thể thao trong khi đội tuyển U20 do thái không làm gì điều gì sai đối với thể thao thưa quý vị đi bên phía Indo cứ tiếp tục như thế à, tuy nhiên à, có một điều khoản đặc biệt của quốc gia Indo khi mà ký kết hứa với FIFA là trong cái điều khoản này thì FIFA gài hàng bắt buộc là đội chủ nhà, tức là nước chủ nhà không được đem chính trị vào trong thể thao, vào trong bóng đá và nếu mà đem chính trị, làm áp lực chính trị lên FIFA thì sẽ bị hủy tư cách nước chủ nhà thưa quý vị và khi mà FIFA đem ra cái điều khoản này thì Indonesia hết sức chới với thưa quý vị vì năm 2019 họ hứa và ký cam kết với FIFA là phi chính trị không đem chính trị vào trong thể thao mà bây giờ lại đòi loại đội tuyển do Thái U20 khiến cho FIFA hết sức bất bình họ phải hoãn rồi họ hủy cái việc bốc thăm à, vòng loại của U20 rồi cuối cùng cải qua cải lại thì họ hủy luôn cái việc tổ chức của U20 thế giới thưa quý vị. thì hiện nay FIFA đang tìm kiếm những quốc gia khác để có thể tổ chức giải U20 thế giới và đặc biệt là những nước lòng vòng ở Đông Nam Á vân vân thưa quý vị. thì đương nhiên là sẽ có cơ hội cho những quốc gia nào mà đã sẵn sàng À, sân bãi rồi các à, phương tiện đi lại, phương tiện công cộng rồi khán giả rồi à, phòng ốc khách sạn, à, trung tâm à, huấn luyện, trung tâm thể thao, trung tâm báo chí vân vân thưa quý vị. Đó là một cơ hội lớn nếu những quốc gia nào đáp ứng một số tiêu chí của FIFA sau khi mà đội tuyển Indonesia bị loại thưa quý vị. Thì có thể nói rằng đây là cái quyết định đau buồn của FIFA dành cho ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Eric Tohia. Và bên phía FIFA thì cho biết rằng sẽ loan báo chọn nước chủ nhà mới trong thời gian sớm nhất. Họ hy vọng là dưới 8 tuần lễ thì họ có thể tìm kiếm được một quốc gia nào đó để đứng ra tổ chức giải U20 một cách chấp vá chụp giật vào giờ chót thưa quý vị coi như kiểu giống như chạy tan thì đây là tin tức hết sức đau buồn cho đất nước Indonesia khi họ mất trắng những khoản tiền đầu tư và họ đang đổ lỗi cho nhau người dân rồi đội bóng rồi cầu thủ đổ lỗi cho liên đoàn liên đoàn thì đổ lỗi cho chính quyền nói là chính quyền uh, can thiệp quá sâu đem chính trị uh, chống hoặc là bài do thái quá mạnh uh, khiến cho fifa bất bình uh, dẫn đến việc mà fifa phải ra tay một cách uh, mạnh mẽ thì uh, fifa nói rằng mà chúng ta cũng nhắc lại là phía indonesia đã bẻ kèo khi mà đem chính trị mặc dù năm 2019 họ đã cam kết không đẹp chính trị vào trong bóng đá thưa quý vị. Thì đây là một câu chuyện hết sức lùm xùm và phân thiệt hại nghiêng về liên đoàn bóng đá Indonesia. Đi tiếp theo có những tin tức liên quan tới bóng đá là huấn luyện viên cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam ông Park Hang-seo hiện nay đang được giới thiệu để làm giám đốc kỹ thuật bóng đá cho một đội bóng một câu lạc bộ đá bóng ở Hà Nội thưa quý vị. thì đây là một cái cơ hội cho huấn luyện viên Park hang à, trở lại Việt Nam và hành nghề huấn luyện viên à, bóng đá. À, tiếp theo thì một tin tức đến từ FIFA à, khi mà đội tuyển nữ Việt Nam được thăng hạng lên hạng thứ 33 của nữ thế giới FIFA và đứng hạng thứ 5 ở châu Á thưa quý vị. Và xin chúc mừng đội tuyển của nữ tuyển thủ Huyền Như. Tin tức cũng cho biết là câu lạc bộ chủ quản của Huyền Như sẽ nhã cô để mà cô có thể tham gia đội tuyển Việt Nam.